Dù là nam hay nữ thì các cầu thủ trên sân bóng đều có chung một mục đích, đó là mang chiến thắng về cho đội nhà. Và khi nói đến bóng đá thì nhiều người chỉ liên tưởng ngay đến loại hình bóng đá dành riêng cho nam hoặc là nữ mà thôi. Thế nhưng tại Argentina thì các đội bóng nghiệp dư có cả nam lẫn nữ cùng thi đấu thì đang ngày càng trở nên phổ biến. Các đội bóng kết hợp này được thành lập nhằm xóa bỏ định kiến và sự phân biệt đối xử đối với nữ giới chơi bóng đá. Tại quê hương của những huyền thoại bóng đá như Messi hay Maradona, ngay từ nhỏ các cậu bé đã được khuyến khích chơi bóng khi chỉ mới 2 tuổi. Và thậm chí, bóng đá còn được đưa vào trở thành một trong những môn học được giảng dạy chính thức tại Argentina. Có thể nói, bóng đá là một phần không thể thiếu của nền văn hóa Argentina, cho nên không có gì là khó hiểu khi trong những năm gần đây, các chị em đam mê môn thể thao vua đang gia tăng nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu này, các đội bóng kết hợp cả nam và nữ đã xuất hiện tại thành phố Buenos Aires. 5 năm trước, thậm chí đàn ông không nghĩ tới việc chơi bóng cùng phụ nữ, nhưng tư tưởng này đã thay đổi theo thời gian. Hiện nay có khoảng 1 triệu phụ nữ chơi bóng tại Argentina và những đội bóng nam nữ kết hợp được thành lập nhằm tạo thêm nhiều cơ hội chơi bóng cho phái đẹp tại xứ sở Tango, trong bối cảnh bóng đá nữ đang là môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới. Tôi rất khâm phục những cô gái trong đội bóng của mình bởi họ đã phải vượt qua nhiều khó khăn và định kiến để có thể thực hiện niềm đam mê của mình. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết hiện có khoảng hơn 265 triệu người chơi bóng trên thế giới, tính cả các cầu thủ nghiệp dư và cầu thủ không chuyên. Tuy nhiên, nếu tính trung bình trên đầu người thì số lượng phụ nữ tham gia vào môn thể thao vua này vẫn còn khá ít, khi cứ 10 người chơi bóng thì có tới 9 người trong số đó là nam giới.